Nhi xin kính chào quý cô chú bác và quý anh chị thân mến nha. Lời nói đầu cho Nhi gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến quý cô chú bác và quý anh chị em nha. Hôm nay em xin chia sẻ về câu chuyện của ông thần y lâm bâm Võ Nằm Yên nha các anh chị cô chú bác. Ông Võ Nằm Yên này á, chữa bệnh 14 năm rồi mà chữa không được ai hết trơn á. Cái chiêu trò, cái tài năng của ổng là kéo giò rút cẳng, bẻ đầu bẻ họng, kéo lưỡi rút lưỡi nha các anh chị cô bác, mà rút hoài rút không khỏi bệnh ai hết trơn á. Bước xong á, bước làm sao á, bước rất làm sao á, mà coi như là năm mạng người á vì ổng mà ra đi luôn, không có hả, không có hàm lời từ biệt luôn nha các anh chị chú bác. Vậy đó mà nhiều vợ lắm nha, không biết ổng được cái tài gì á đó, cái tài á bóp toàn thân hay sao á, coi chứ mà nhiều vợ lắm nha các anh chị cô bác. Bây giờ em liệt kê những cái người á, vợ nhỏ của ổng cho các anh chị cô bác nghe nha. Số 1 Phạm Ngà, số 2 Đinh Đăng Trại, số 3 Bà Tám Cuộn Cuộn Cali, số 4 Duyên Mai Dù, số 5 Hằng Nico, số 6 là Trăng Mắm Tôm đó. Các anh chị cô bác thấy chưa, coi vậy á, cái mát vậy á, được 6 múi á đó, mát xa mát toàn thân luôn á các anh chị cô bác, bởi vì mát tới mấy bà này á, bà mát với ổng luôn rồi đó. Cuồn cuộn ổng á đó, cuồn tới không biết ổng mát làm sao mà bây giờ mấy bà này á ha, bất chấp á vì ổng luôn á. 14 năm chữa trị mà chữa không được mà vẫn bất chấp. Rồi đến bây giờ á, tiếp theo á là luật sư nữa, luật sư cũng cuồng với ổng nữa các anh chị các bác. Hai con luật sư á lên cái đồn công an á, bữa hôm thứ bảy á đi á, ở trên đồn công an có cái vụ mà chị Hằng á các anh chị các bác. Hai cái con luật sư đó cũng là vợ nhỏ luôn tiếp theo của ổng nữa đó các anh chị các bác. Đó, công nhận ông này á có giá dễ sợ luôn nha. 6 múi 6 cục của ổng á quá dữ dằn luôn đó, mà nhiều vợ quá trời luôn, bà nào bà nấy á là sồm sồm không mà sồm mà đó gì sồm dễ dòm cũng không nói, vừa sồm mà vừa khó dòm nữa chứ. Mẹ nào mẹ nấy thì mắt xệ đó, mớp á thì hả trải dài tới ha cái đúng luôn vậy á đó. Vợ của ông Võ Nằm Yên á tuyệt sắc mỹ nhân á các anh chị cô bác. Và tiếp theo á là đó, mấy ông á, hai cái ông luật sư á ha, mấy ông luật sư kia á, luật sư á bẩn bựa, luật sư bất chấp bảo vệ á, cho á, biện hộ cho á, cái ông á Võ Nằm Yên này đó, chữa trị không được mà đi á, bảo vệ. Bảo vệ cái gì? Bảo vệ cho mang tay ai mang tiếng đó, được không được á ha. Cái câu chuyện này á, là người ta đã biết quá biết rồi. Ông Võ Nằm Yên này là chữa trị cho người ta là không có chữa trị được, mà những cái vị luật sư này á, cũng bất chấp vô đó, bất chấp vô để mà hả tai mang tiếng đó. Vì anh mà em cũng bất chấp luôn, đâu có gì sợ đâu đó, chỉ cần có tiền là bất chấp à đó. Tai tiếng không cần nha, không cần tai tiếng, không sợ tai tiếng mà chỉ sợ không có tiền vô thôi, không có tiền tài thôi đó. Bây giờ nó vì tiền tài mà mất cả tiền đồ luôn các anh chị quý bác. Mấy con vợ á bất chấp á của ông Võ Nằm Yên á các anh chị cô chú bác ha. Trong đây á là cái con á, cái bà vợ á thứ ba của ông Võ Nằm Yên á, bà Tám á, Kali Cuồn Cuộn á các anh chị cô bác. Kali Cuồn Cuộn đó nha, cái bà Tám đó đó. Bà tối ngày á, bà lấy cái tên á, của cố ca sĩ á, mất á, bà ra bà nói á, là chị Hằng á, chửi á, cố ca sĩ á, mấy cái clip, ba clip, mà bà làm sao, bà cuồn cuộn á, ông Võ Nằm Yên này mê trái chuối của ổng làm sao đó. Bà chửi mấy tháng trời luôn, mà trong khi đó á, chị Hằng á, ha, không có thèm nhìn tới mặt bả luôn, bả thèm khác lắm, thèm khác chị Hằng kêu tên bả lắm. Bả bất chấp á gì ông Võ Nằm Yên á đó, trái chuối á tặng cho bả, bả mê cuồng tới ha, bất chấp á bả công kích tới chị Hằng mấy tháng trời rồi ha, mà chị Hằng không thèm nữa, đếm xỉa tới bả, nhục nhã xấu hổ quá trời luôn á các anh chị cô bác. Còn bây giờ á, tiếp theo á ha, là cái luật sư á, luật sư á thì cái luật sư á bất chấp nữa, binh á cho cái người á mà chữa trị 14 năm mà chữa không có được ai hết trơn á, mà đi ra binh, binh để mà binh bất chấp ha. Binh vậy á là làm càng thêm xấu hổ thôi đó. Cộng đồng á người ta ai cũng biết hết trơn rồi ha, biết là cái ông này là lâm bâm rồi đó, luật sư á ra biện hộ cho cái ông lâm bâm như vậy đó, mang tiếng, mang tiếng á là mang tiếng cả tới hả đời con đời cháu luôn á đó, cũng là bất chấp vì tiền ha, vì tiền tài mà mất cả tiền đồ ha. Còn tiếp theo á là mấy á, cái nhà báo thì hai mặt đưa tin á thì đưa một chiều, không có kiểm chứng mà cũng lên nói như đúng rồi ha. Đăng cái tin lên á, nói bên cơ quan á, công an đưa tin ra,
cơ quan công an thì người ta nói đâu có đưa tin ra đâu đó, đưa tin xạo, đưa tin láo. Vậy cái nhà báo này á thì sao đây các anh chị cô bác đó, đưa tin xạo, đưa tin láo, dốc láo, đưa tin không có, đưa tin nó không có đúng sự thật. Vậy mà nó nói là chị Hằng á là đưa tin không đúng sự thật. Chị Hằng nào mà không đưa tin á không đúng sự thật, chỉ có cái nhà báo của tụi bay ấy, không bay với nhà báo mà nói láo ăn tiền á, nói dốc nói láo á là tụi bay á. Đó tới giờ á ha, tụi bay toàn là đưa mấy tin á xàm không à, đó đưa tin giả không, không có kiểm chứng, đưa tin một chiều ha, đưa tin nào mà có lợi á, cho mấy nhà báo tụi bay á đó, để ăn giọng vô có vài triệu bạc không bao nhiêu tiền hết á đó. Mà hả tụi bay á làm chuyện thất đức như vậy á. Còn á tiếp theo á là còn Đinh Lan Chạy nữa các anh chị các bác. Tại sao nhỏ này tên là Đinh Lan Chạy là đúng rồi ha, đó nó nổ banh nhà lòng luôn ha. Đó bây giờ á nghe nói á chủ nợ tới nhà đòi nợ nó rồi ha, tới nhà đòi nợ nó, công an cũng tới trước cửa nhà nó luôn vậy đó. Mà nó làm sao không dám bỏ cái đầu nó ra nữa các anh chị các bác, nó trốn chui trốn nhủi luôn vậy đó. Đó mà lên mạng á ngồi rỉ rả nói như đúng rồi vậy đó. Đó mướn nhà người ta ở mà làm như nhà của mình vậy đó, ngược lại cũng muốn kiện thưa luôn cả chủ nhà nữa chứ. Trời ơi, nhà của chủ nhà, nó là mướn nhà mà muốn thành chủ nhà luôn mới ghê á các anh chị cô chú bác. Và còn tiếp theo á là con nhỏ á là vợ thứ sáu của ông Võ Làm Yên này á, là con nhỏ chăn mắm tôm ha. Nhỏ này chăn mắm tôm gì, nó là cái chăn đầu tôm luôn á các anh chị bác. Cái não nó là não mắm tôm ha, đầu tôm mắm tôm là nó đó. Lên á sàm sàm nửa đêm á, ngủ thì không ngủ, xách cái nón đi đứng ngoài đường xong rồi ha, ế xô ế độ hàng sao và kiếm đam bang á, nằm yên không có, thành thử ra chạy qua bên nhà ha của cố ca sĩ á, rồi á kêu em nhỏ Hồ Văn Cường á đó live stream lên nói này nói kia. Người ta nói cái gì đó, tụi bay á tối ngày á ép nhỏ nói này nói kia, nói theo ý cho tụi bay. Người ta không nói thì tụi bay nói người ta, đặt điều cho người ta là hả vu khống cho em Cường á là ăn cháo đá bát vô ơn đó. Vô ơn cái gì hả? Tao thấy là trước tới giờ em Hồ Văn Cường á ha, người ta rất là ngoan, người ta lo học từ nhỏ là đã ngoan từ nhỏ rồi ha, biết suy nghĩ rồi, gia đình gia cảnh á em Hồ Văn Cường ta nghèo khổ lắm, tụi bay ơi, tụi bay tha cho em Hồ Văn Cường đi, tha cho gia đình người ta đi ha. Gia đình ta nghèo khổ lắm, em á nó biết suy nghĩ lắm, biết gia đình nghèo khổ, người ta em nó còn đi á làm á kiếm á tiền á hát á show đám cưới này kia á, để phụ giúp ba mẹ đóng tiền học nữa. Gia cảnh người ta nghèo khổ lắm ha, tụi bay cứ chèn ép á em Hồ Văn Cường phải nói theo ý của tụi bay hoài, không nói theo ý của tụi bay á thì tụi bay á nói người ta vô ơn ăn cháo đá bát, còn nói theo ý tụi bay á đó, nói theo ý tụi bay á thì cái lương tâm của người ta đâu nói được. Tại vì người ta sống thực tình lắm, có làm sao ta nói vậy, chẳng thà người ta không nói, đúng không? Chứ nói mà không đúng sự thật người ta đâu có nói. Ta phải như tụi bay ăn cái gì cũng được hết trơn á, tụi bay ăn bậy ăn bạ ha, nằm bậy nằm bạ là tụi bay một cái lũ đó. Còn em Hồ Văn Cường á, người ta nhà quê thật thà chất phác, nghèo cho sạch rách cho thơm, chứ đâu phải như tụi bay. Trời ơi, tụi bay ăn nằm tụi bay làm kiểu gì tụi bay cũng làm được hết trơn, tụi bay bất chấp. Còn người ta đâu có bất chấp như tụi bay. Bởi vậy á, công sức của em Hồ Văn Cường á và ba mẹ của em Hồ Văn Cường á ở với tụi bay á 5-6 năm trời á ha, không biết một cắc một đồng nọ trơn á, bị tụi bay cầm tụi bay giữ hết trơn á. Người ta thật thà quá tụi bay chèn ép. Còn cái người á ha, cái người á mà theo ý của tụi bay á là tụi bay đưa lên tới tận tới mây xanh luôn vậy đó. Tụi bay á là một cái lũ á, một cái lũ ăn tiền trên xương máu của người ta đó, chèn ép những người á nghèo khổ đó, những người thấp cổ bé họng không có tiếng nói. Tụi bay á là một cái lũ á ha, một cái lũ á kêu bằng cái thành phần á của tụi bay á là thành phần bất chấp đó, vì tiền á mà ha, bất chấp tất cả để mục đích á của tụi bay thôi. Tụi bay không biết ai hết trơn á, tụi bay sống là như vậy đó. Nguyên một cái lũ của tụi bay á nha, tao biết á là tụi bay hồi trước á tụi bay binh hờ lờ dữ lắm. Nhất á ha là có con mẹ vợ á thứ ba á, bà tám cuồn cuộn á ha, bà tám cuồn cuộn á Cali này nè ha, và con nhỏ á trang đầu tôm này nè, nguyên một băng của tụi bay á, rầm bọn của tụi bay á. Hồi trước tụi bay binh hờ lờ dữ lắm ha, hờ lờ cái anh 14 tỷ á đó. Bây giờ á tao dạy cho mày luôn á, con nhỏ trăng đầu tôm, tao nói mày nghe nè, mày muốn câu view câu like á, mày câu em Hồ Văn Cường á ít lắm,
mày đi kiếm mấy cái anh HL á, mày live chi mày á, bỗng dưng mày hỏi ảnh đi. Mày hỏi ảnh, anh HL ơi, 14 tỷ á, đó, ngâm cái tiền á, thiện nguyện á, mà miền Trung mới 14 tỷ 6 tháng trời rồi. Sao không á đi ra cứu miền Trung mà ngâm tiền ở trong đó vậy? Bây giờ số tiền sao rồi? Đó, mày đi đi á, câu view như vậy đi. Ha, nhiều view lắm á, nhỏ chăn đầu tôm. Đó, xạo láo, mày á, là chỉ biết á, ăn hiếp á, ha, trẻ con thôi, tao nói cho mày nghe. Đó, hờ lờ đó, mày đi hỏi hờ lờ đi. Rồi á, mày còn rảnh nữa, mày còn thời gian nữa, thì mày chạy xuống á, con thỉ á, thỉ tề á, ha, con nhỏ lũ hậu á, lũ quái á, ha, tê tê á, mày hỏi luôn, mày hỏi luôn nó luôn, mày hỏi nó tại sao mà phát tiền theo cảm tính vậy, người ít người nhiều, ha. Rồi á, số tiền á, phát á, đó, phát cho người ta nói xây nhà 4 tầng á, chú lũ á, giờ sao, xây chưa? Đó, mày đi phỏng vấn mấy cái đó đi, mấy cái đó là mấy cái cần thiết đó, mấy cái đó là mấy cái có thật á, tin có thật á, mày đi hỏi mấy cái đó được đó. Tại vì mấy cái đó tin á, nó đưa ra, nó kêu gọi tiền đưa ra xong mà nó chưa có làm, mấy cái đó là cần thiết hỏi, sao mày muốn hỏi hả? Còn em Hồ Văn Cường á, cái số tiền á, tụi bay cầm ở trên tay cái tiền của em á, tụi bay giữ hết trơn rồi, tụi bay còn muốn người ta hỏi người ta nói cái gì nữa, người ta có lấy cái gì đâu, được cái gì đâu mà tụi bay còn hỏi người ta nữa hả? Tụi bay á, bởi vậy tao nói một cái lũ bay á, cái con nhỏ quản lý vậy, con nhỏ giữ tiền này nè đó, con nhỏ này á là em biết bao nhiêu tiền á của em Hồ Văn Cường ở trong đó rồi ha. Bây giờ mày ngon quá, mày im luôn rồi đó, mày tung cái tin mày nói là hả, là cho em Hồ Văn Cường 500 triệu, mày tốt dữ á, mày tốt quá, tiền á nó cho tụi bay nghe, tụi bay chỉ có vô thôi chứ không có ra đâu, mà đừng nói mày tiếng cho, không có tiền gì tiền cho hết trơn á ha. Tụi bay tiền đó là tiền của em Hồ Văn Cường, tụi bay đưa cho em Hồ Văn Cường còn chưa đủ cái phần tiền đó, 5 năm trời hơn đó, chưa có đủ số tiền đó nữa, tụi bay đừng có nói là tiếng cho. Trời ơi, tụi bay á, nói chuyện mà tụi bay không biết nhục đó. Người bay nói chuyện á, những người á, mấy cô chú bác á ha, mà không có lên á YouTube á ha, Facebook á, người ta xem á thì người ta tưởng đâu á là tụi bay á là người tốt, làm tốt, đưa những hình ảnh tốt lên không à, người ta tưởng là tụi bay tốt. Nhưng mà những người ta biết á ha, biết về tụi bay á đó, tụi bay á diễn tuồng thôi, diễn tuồng đạo đức giả đó. Tụi bay á là đổi lớp người ha, đạo đức giả, tâm xà khẩu phật đó, mở miệng ra là tốt đó, mà trong lòng tụi bay một bồ rau răm ha. Cái gì có lợi cho tụi bay á là tụi bay á đều lụm hết trơn á đó. Cái nào tốt cho bay á thì bay á đưa lên á rầm rầm vậy, để cái nào á không được á đấy phải đổ thừa qua cho người ta. Thậm chí một đứa nhỏ 17-18 tuổi mà tụi bay còn đổ thừa nữa, mà tụi bay tha cho ai đó, tụi bay tha cho ai, tụi bay tốt với ai? Tụi bay nghĩ lại đi, đạo đức của bay để đâu? Tao nghĩ chắc con chó nó cắn đi rồi, mà con nghĩ cái đạo đức của tụi bay, cái lương tâm của bay, của bộ lòng của tụi bay, con chó nó cũng chê nữa, tại nó ẩm quá rồi đó, ẩm như con nhỏ chan đầu tôm chan mắm tôm gì đó, con nhỏ chan đầu tôm chan mắm tôm này nè đó, nó là chỉ có hả, cái đầu nó chỉ là đầu tôm thôi, não tôm thôi đó, thủng như tôm như vậy đó, nó cả đời của nó chỉ là bán bún đậu thôi, mà từ đây trở đi bún đậu của nó cũng chẳng có ai ghé mua nữa đó. Cái bún đậu của nó để cho dòng họ của nó ăn đi, không ai mà ghé ủng hộ nó trơn á. Buôn bán hàng online gì, bán hàng online á, thì bán mấy cái đồ giả đó, có kiểm chứng không đó, xạo xạo dốc dốc láo láo lên á, toàn là xạo xạo không mà diễn tuồng á, lừa đảo mua mấy hàng của tụi bay á về á, uống vô sức vô á mà hả, ung thư hết trơn luôn. Tao nói cho tụi bay nghe như vậy, toàn là làm chuyện thất đức không à tụi bay. Tụi bay á nha, quy một cái lũ tụi bay á, tao nói tụi bay nghe nè, banh cái não ra, dảnh cái lỗ tai lên ha, nghe chị Nhi nói cho tụi bay nghe nè, dạy cho tụi bay biết nè ha. Tụi bay tối ngày á ha, đi soi mói á ha, đi á soi mói á chị Hằng hoài ha. Chị Hằng mày thấy không, chị Nguyễn Phương Hằng người ta tốt vậy đó ha. Dù gì á là chị Nguyễn Phương Hằng á cũng á giúp á những người dân nghèo đó. Chỉ á, mùa dịch này chỉ còn dám á, mượn á, ngân hàng á, 300 tỷ ra ha, để đi á, làm á, nhà máy oxy để mà đi giúp những người dân trong cái mùa dịch này. Còn tụi bay á, có giúp được cái gì cho dân hả? Tụi bay có đứa nào dám á, làm á, được một nửa như chị Hằng không? Mà tụi bay tối ngày tụi bay á, đi chửi chị Hằng hoài hả? Tụi bay á, giỏi với cái miệng chửi, giỏi á, là ngồi gào cào bằng phím thôi mà. Tao thấy tụi bay không làm được cái gì hết trơn á ha, tụi bay không biết gì hết trơn á. Cái não của tụi bay á nó bị teo rồi ha. Cái đầu tụi bay á, tuổi tụi bay có, đầu tụi bay cũng có, mà cái não thì nó bị teo. Tội nghiệp cho tụi bay dễ sợ luôn vậy á ha. Cái đầu á
bay á, cái tay của tụi bay á nhanh hơn cái não nữa đó. Thôi thì bây giờ á, tụi bay á thích chửi chị Nguyễn Phương Hằng á ha. Tụi bay muốn chửi chị á, trước tiên á là tụi bay làm được như chị đi, không cần tụi bay làm được một nửa của chị nữa ha. Tụi bay á có giỏi á, bay bây giờ trong nhóm này á là vợ của Nhã Nằm Yên nè, là cũng 6 người rồi ha. Với lại mấy cái con á mà chửi chị Hằng á, tụi bay gom lại hết một lũ của tụi bay á, một cái lũ á, tao kêu một cái lũ đó ha. Đó tụi bay gom lại hết nhau đi. Đi mượn 100 tỷ thôi. Đi mượn 100 tỷ á, cứu cho mấy người dân đi ha, giúp cho người dân đi, bỏ ra 100 tỷ đi một lũ tụi bay á. Đó, còn chị Hằng một mình chị Hằng thôi à. Mượn được 300 tỷ rồi đó, còn tụi bay nguyên một lũ á, nguyên một đàn á, tao kêu nguyên lũ nguyên đàn luôn á cho nó gọn ha. Đi mượn á 100 tỷ giúp mấy người dân đi, Việt Nam đi, làm thử cho người ta coi đi. Tụi bay làm được á ha, như chị như á, chị Hằng á vậy á, giúp người dân á thì tụi bay mới á đủ tư cách á lên nói chị Hằng cái này cái kia. Còn tụi bay không làm được, tụi bay ngồi không làm được thì bay ngồi nghe thôi, phải không? Bay đừng phê bình, đừng có mà ở đó mà chửi bới đó. Tụi bay á làm như vậy á, tao thấy tụi bay á tội nghiệp cho tụi bay, mà tội nghiệp cho cả dòng cả họ của tụi bay nữa đó. Làm không được đi xăm si, không được như người ta, thua người ta đó. Người ta là một người phụ nữ ha, CEO có tiền có tài giỏi đó. Tụi bay hay cái gì cũng bằng người ta hết trơn, nên tụi bay đi xăm si á, đi chửi người ta đó, tánh giờ tánh xấu lắm á nha. Tụi bay bỏ đi đó, tao nói tụi bay nghe đó. Phụ nữ á mà xăm si mà càng xăm si mà chỉ là cái bóng của người ta thôi à đó. Mày thấy không, tại sao á mà chị Phượng Hương Hằng á, người ta làm được CEO? Tại vì người ta có cái lòng nhân ái, người ta có cái tâm nhân ái, biết không? Có cái bàn tay nhân ái đó, người ta biết giúp đỡ người, cho dù trong lúc này chỉ hoàn cảnh nó khó khăn, mùa dịch ai cũng khó khăn hết ha. Đó, ai cũng khó khăn hết trơn á, mà chỉ còn dám mượn tới 300 tỷ để giúp người dân, để hỗ trợ cho những bình oxy cho những người dân trong mùa dịch này. Tụi bay đâu có làm được như người ta đâu, mà tụi bay ngồi tụi bay chửi người ta cái này cái kia. Tụi bay á, tao thấy tụi bay á thiệt, tụi bay tao buồn cười cho tụi bay thiệt á ha. Xấu hổ nhục nhã tụi bay á, càng nói là người ta coi vô cái bóng mặt của tụi bay á, nhục nhã như bao nhiêu thôi à. Có thể còn nhục nhã hơn như vậy nữa ha. Hôm nay á, cái chương trình á ha, gửi tới mấy con vợ á, con vợ Nằm Yên á và mấy con á Xàm Xí Đú nè ha, đi công kích chửi chị Nguyễn Phương Hằng á về cái vụ oxy hoài á ha, và mấy con nhà báo hai mặt nè ha, luật sư hai mang đó đó, tụi bay á nha. Hôm nay á gửi tụi bay trước bao nhiêu đây đi á, bỏ cái tật xấu đi nha, nói cho tụi bay nghe. Thôi em xin á, chân thành á, cảm ơn các anh chị cô chú bác rất là nhiều nha, đã ủng hộ kênh và đã tặng cho em những cái like xin và những cái subscriber dễ thương. Xin kính chúc các cô chú bác và các anh chị luôn mạnh khỏe nha. Thân chào, tạm biệt, bye bye.